Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mobile nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình, số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em hoàn toàn miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng, cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng và phần hiển thị màn hình thì bao test cho anh em 7 ngày, kể từ khi anh em nhận máy. Không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị nha anh em. Và phụ kiện tặng kèm đối với sạc, đối với Samsung thì em sẽ tặng sạc Zen 25W cho anh em. Và đối với iPhone thì em sẽ tặng sạc New 20W nha. Những con máy nào có cường lực, có ấp lưng thì em sẽ tặng cho anh em nha. Và đây là hai số điện thoại của Hồng Phúc Mobile. Số đầu tiên là 0818 60 60 60 và số thứ hai là 0902 060 151. Số này cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. Ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Kho nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em. Anh em lưu ý khi cọc hàng nha. Rồi, mỗi ngày thì em sẽ lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có. Thì anh em nào có đam mê công nghệ thì cho em xin một like và một follow kênh khi anh em xem được clip này để em báo giá cho anh em mỗi ngày nha. Cái đầu tiên của clip hôm nay thì em sẽ thanh lý cho anh em một con siêu phẩm Samsung Galaxy A70 35G. Con này là phiên bản chính hãng Việt Nam nha anh em. Ngoại hình đẹp 99% luôn, còn cả siêu viền. Đó, con này thì ngoại hình quá nét rồi anh em. Em thanh lý con này với giá chỉ có 4.500.000 thôi nha. Đó, giá 4.500.000. Thì tình trạng con này em nói nhanh luôn cho anh em là màn hình nó bị lưu ảnh nha anh em. Đây, khi anh em để nền trắng thì nó sẽ có cái nó bị lưu ảnh cái icon nha. Nhiều khi quay qua camera thì anh em sẽ không có thấy được. Đây, em quay cực kỳ gần cho anh em xem. Nó lưu nhẹ những cái icon nhẹ mờ như thế này. Nói chung trong quá trình anh em dùng thì sẽ không có thấy được cái lưu ảnh nha. Rất là khó thấy. Còn anh em nào muốn không thấy luôn thì có thể chuyển sang chế độ nền tối. Đó, chuyển sang nền tối như thế này thì anh em sẽ không có thấy được cái phần lưu ảnh của con này nha. Xài vô tư luôn em. Cấu hình thì RAM 8 và bộ nhớ trong là 128GB. Con này hàng Việt Nam cho nên dùng được hai SIM vật lý nha. Pin rất là châu bò, 5000mAh. Con này có 5G và màn hình con này tần số quét rất cao luôn em. 120Hz lận nha. Đây. Đó, anh em bật lên 120Hz thì xài cực kỳ là mượt mà. Hàng tầm trung mà xài màn hình 120 giống như là một cái hàng cao cấp nha anh em. Pin rất là trâu luôn. Màn hình to 6,7 inch. Đó, mức giá em bán con này chỉ có 4.500.000 thôi anh em. Đó, cây duy nhất em thanh lý cho anh em nha. 4.500.000 Samsung A70 35G nha. Tiếp theo em lên một con máy cực kỳ là hiếm thời điểm hiện tại luôn em. Rất là lâu rồi em mới về được một cây Samsung Note 10 Plus nha. Màu đen, con này là phiên bản chính hãng Việt Nam. Ngoại hình thì sườn nó có lấm tấm như thế này, không cấn không móp nha anh em. Đó, ngoại hình thì còn khá là đẹp nha. Em quay cực kỳ chi tiết cho anh em xem luôn. Má màn hình đẹp, không có bị trầy xước. Nói chung tầm khoảng 98%. Đi vào chi tiết con này thì con này nó sắp hết pin rồi anh em. Đây là phiên bản chính hãng Việt Nam nha. Dùng được 2 SIM vật lý và có thêm cái ghi âm cuộc gọi. Pin của dòng Note 10 Plus này thì 4.300mAh và màn hình nó to 6,8 inch nha anh em. RAM 12 và bộ nhớ trong 256GB. Con này là chạy con chip là Exynos nha. Màn hình con này thì cũng rất là đẹp và rất là cân đối. Hiển thị 2K cộng luôn nha. Và có thêm một cái pocket pen để trang bị cho anh em. Dòng Note 10 Plus này đã ra rất lâu cho nên cái bút nó bị hết pin cái bút nha. Anh em viết bình thường nhưng mà không có chụp hình được bằng bút nha anh em. Đây, thì mình viết vẫn bình thường, vẽ vời này kia nọ là ô tư vô kê luôn. Đó, chỉ có không được chụp hình được bằng cái bút thôi. Đó là cái dòng này thì rất là nhiều máy bị nha anh em. Đó, không chụp được hình bằng bút, nó bị hết pin thôi chứ không có vấn đề gì hết nha anh em. Chứ không phải là bút lâu nha. Rồi, hết pin luôn. Và cuối cùng mức giá em bán cho con này 5.900.000 nha anh em. Giá 5.900.000 cho một phiên bản chính hãng Việt Nam. Con này thì hiện tại xài rất là ngon lành mượt mà luôn em. Rất là nhiều anh em thích cái dòng này nha. 5.900.000 cho phiên bản chính hãng Việt Nam.
Tiếp theo thì em lên cho anh em một con siêu phẩm nhỏ gọn, 2 SIM vật lý và bộ nhớ rất là cao luôn em, 256GB nha. Đây là Samsung Galaxy S21 5G. Đó, phiên bản này là phiên bản quốc tế nha anh em. Dùng được 2 SIM 2 sóng, ngoại hình đẹp 98-99%. Màn hình đẹp không trầy xước và không ám ố hay là lưu ảnh nha anh em. Màn hình con này nhỏ gọn, 6,2 inch, tần số quét rất là cao luôn em, 120Hz nha. Anh em nào thích nhỏ gọn thì chốt ngay con này. Rất là lâu rồi em mới về được con 2 SIM mà bộ nhớ là 256GB nha. Thông thường là chỉ có 128GB thôi anh em. Đây, RAM 8, bộ nhớ 256GB nha. 2 SIM vật lý, đây là phiên bản quốc tế nha anh em, chứ không phải là hàng Việt Nam mình. Pin thì 4000mAh, mọi thông số đều ở mức cao nha anh em. Ngoại hình còn khá đẹp, 98-99%. Samsung S21 5G, 2 SIM vật lý và bộ nhớ cao 256GB. Em bán bằng giá với con Note 10 Plus luôn anh em, 5.900.000 cho con S21 nhỏ gọn nha, 5.900.000. Tiếp theo em lên cho anh em một con siêu phẩm bộ nhớ khủng long 512GB nha, màu xanh rất đẹp luôn anh em. Đây là Samsung Galaxy Z Flip 4, màu xanh nha, ngoại hình con này thì đẹp keng luôn, 99%. Thì đây là phiên bản Hàn Quốc nha anh em, nó cũng giống như là bản Việt Nam thôi, anh em dùng được 2 SIM. Một SIM vật lý và một eSIM. Phiên bản hàng thì nó có mã cuối là chữ N nha. Pin của con Z Flip 4 này thì 3700mAh. Và phiên bản hàng thì cũng giống như là bản Việt Nam thôi anh em. Có thêm cái phần ghi âm cuộc gọi nha. Đây, bật lên tự động thì anh em sẽ tự động ghi nghe lại được những cái cuộc gọi mà trước đó anh em đã thực hiện nha. Ngoài hình thì không có gì để chơi luôn. Cấu hình rất là mạnh mẽ. Bộ nhớ 512GB luôn em. Giá em bán con này là 8.300.000 nha. Giá 8.300.000. Còn anh em muốn xài cái bộ nhớ thấp hơn chút đỉnh thì em có về được một cây màu tím phiên bản Việt Nam, còn bảo hành cho tới tháng 4 năm 2024 nha. Giá thì 7.400.000 thôi. Đó, bản Việt Nam cũng giống như bản hàng anh em, cũng dùng được 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Đây, con này còn bảo hành cho tới ngày 9 tháng 4 năm 2024 nha. Phiên bản Việt Nam anh em dùng cũng được 2 SIM luôn, một SIM vật lý và một eSIM. Đây anh em xem cái mã B mà sao là mã Việt Nam nha. Samsung Z Flip 4, 2 SIM nha. Và hai màn hình luôn, một màn hình trong và thêm một cái màn hình phụ ở ngoài nữa nha anh em. Nó đẹp 99%, còn bảo hành 7.400.000. Còn anh em muốn xài rẻ hơn thì em vẫn còn một cây màu đen. Đây cũng là Z Flip 4, 128GB luôn. Ngoại hình con này thì nó không đẹp bằng con màu tím vừa rồi. Sườn nó có nhăm nhẹ theo thời gian, nó không có bị cấn mớp, nhăm nhẹ thôi. Con này cũng hàng Việt Nam luôn, máy 98%, thì em bán rẻ hơn con vừa rồi 500.000 nha. 6.900.000 cho một con máy siêu phẩm Samsung Z Flip 4, phiên bản chính hãng Việt Nam. Đó, đây thêm một cái màn hình nữa nha anh em. Giá thì chỉ có 6.900.000 thôi. Còn anh em muốn xài cái nắp gập mà rẻ hơn thì đây, thấp đời hơn một tí, đấy là Samsung Z Flip 3 nha anh em. Đây, con này cũng là hàng chính hãng Việt Nam và bộ nhớ rất cao luôn, 256GB nha. Con này thì chạy con chip là Snapdragon 888, RAM thì 8GB, bộ nhớ 256 nha anh em. Giá em bán là 6.400.000. Con này thì cũng có cái màn hình phụ ở ngoài nữa. Đó, sườn thì nó hơi bầu so với con đời thứ tư thì nó vuông vức hơn nha anh em. Đó, bản Z Flip 3 256GB màu tím rất là đẹp luôn. Con này thì đẹp keng luôn nha anh em. 99%. Giá 6.400.000 cho con Z Flip 3 nha. Tiếp theo em lên một con máy màu đỏ đô cực kỳ đẹp luôn. Đây là Samsung Galaxy A24 phiên bản 5G, hàng chính hãng Việt Nam. Ngoại hình đẹp 99% luôn nha anh em. Đó, con này thì mới vừa lột keo ra, đẹp play new luôn. Mà em tính là mã 99 thôi nha. Không có bị cấn mớp hay là chạy xước gì hết, rất đẹp luôn anh em. Đó, màn hình đẹp long lanh và lưng đẹp, nhưng nói chung con này ngoại hình thì không có gì để bàn luôn anh em. Màn hình to nha. Đây là Samsung Galaxy A24 có 5G, dùng được 2 SIM vật lý và pin thì siêu cho bò, 5000mAh luôn nha anh em. Cấu hình con này thì đây, RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128. Đây là dòng tầm trung của Samsung. Con này thì cái tốc độ tần số quét màn hình lên đến 90Hz luôn nha anh em. Đó, và mức giá thì em bán là 3.950.000, giá 3950 cho một siêu phẩm của Samsung màu đỏ đô nha. Rất đẹp luôn anh em. Đó, 2 SIM vật lý, pin cực kỳ trâu luôn. A24 5G 3950.
Samsung S21FE em còn được một cây màu xanh. Con này thì cũng là hàng Việt Nam, có 5G, 2 SIM một lý, RAM thì 8GB và bộ nhớ trong là 128 nha anh em. Giá 6.200.000, có ghi âm cuộc gọi và dùng được 2 SIM một lý, rất là tiện lợi nha. 6.200. Đây là một con máy để anh em chữa cháy nha. Đây là LG Q61 phiên bản Hàn Quốc 1 SIM. Ngoại hình còn rất đẹp luôn anh em, 98-99%. Sườn nó có phẩy nhẹ xíu xiu thôi, không đáng kệ lắm nha. Màn đẹp và lưng đẹp. Con này thì cấu hình nhẹ nhàng thôi. RAM 4 và bộ nhớ trong là 64GB. Một SIM vật lý nha anh em. LG Q61. Em bán con này 2.200.000 nha. Giá 2.200. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp Samsung Note 20 Ultra phiên bản Hàn Quốc. Ngoại hình cặp này thì tầm khoảng 98%. Sườn không cấn không móp, chỉ nhâm nhẹ theo thời gian nha. Cặp này thì còn khá là đẹp luôn em. Màn hình thì có hơi xước nhẹ cũng không đáng kể nha. Như là cây màu đen này thì nó hơi xước chút. Còn cây màu vàng, màu nâu này thì cái viền mép nó bị xước hơi nặng xíu nha anh em. Đó là toàn bộ cái phần ngoại hình của con này. Đi vào cấu hình chi tiết như sau. Pin thì 4500mAh và bản Hàn Quốc thì anh em chỉ sử dụng được có một SIM thôi. Cấu hình rất mạnh mẽ luôn nha anh em. RAM 12 và bộ nhớ trong là 256. Con này chạy con chip Snapdragon 865 Plus và phiên bản Hàn nó cũng giống như là phiên bản Việt Nam anh em. Có thêm một cái chức năng là ghi âm cuộc gọi nha. Đây, em bật sẵn lên cho anh em luôn. Đó, về nghe lại những bản ghi âm bình thường thì mình nghe thoải mái luôn nha. Và giá hôm nay em bán cặp này đồng giá luôn anh em. 7.900.000 cho siêu phẩm cuối cùng dòng Note của Samsung nha. 7.900.000. Tiếp theo em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy Z Fold 4 nha. Cả hai con này đều là phiên bản chính hãng Việt Nam luôn. Một cây màu xanh và một cây màu đen. Cây màu đen này thì ngoại hình đẹp tầm khoảng 99%. Đó, cấu hình thì RAM 12 và bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì rất đẹp luôn em. Không cấn không móp gì hết nha. Nói chung đẹp 99%. Màn hình trong ngoài hiển thị đẹp nét. Con này còn bảo hành cho tới tháng 6 năm 2024 nha anh em. Hàng này còn bảo hành luôn. Nói cho nên pin nó rất là trâu bò luôn nha. Cấu hình thì chạy con chip Snapdragon 8.1. Con này anh em dùng để giải trí xem phim là rất là ok nha. Xem bóng đá này kia nọ ngon lành. Màn hình tần số quét rất là cao luôn em. 120Hz nha. Đây em quay luôn cho anh em xem cái phần độ mượt của chuyển động nha. Đây là tần số quét 120Hz. Bản Việt Nam thì anh em dùng được 2 SIM vật lý. Con này còn bảo hành chính hãng luôn nha anh em. Pin thì 4.400mAh. Ở mức giá em bán cho con này là 14.800. Máy màu đen nha. Còn anh em muốn xài Fold 4 mà mức giá nó rẻ hơn thì đây, con này cũng là hàng Việt Nam luôn. Màu spray green nha anh em. Ngoại hình con này thì nó xấu hơn con vừa rồi tầm khoảng 98% thôi. Xấu hơn con vừa rồi nhưng mà cũng còn rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, trầy xước nhẹ nhẹ như thế này. Trầy nhẹ nhẹ ở gáy nha, không cấn không móp gì nặng hết anh em. Đó, viền cam thì nó cũng hơi trầy chút đỉnh. Và con này thì cái màn hình ngoài nó cũng có bị xước nha. Đó đây, màn hình ngoài nó xước xíu xiu như thế này. Anh em về dán dẻo hay là dán cường lực là quá ngon luôn. Còn màn trong thì đẹp keng sà beng, không tì vết ở cái màn trong. Cơ gập bật ra là thẳng băng luôn nha anh em. Đây, đó. Nói chung mọi thứ hoàn hảo, con này thì chỉ có xước màn ngoài thôi và sườn nó cũng nhâm chút đỉnh. Giá thì rẻ hơn con 99 vừa rồi, đúng 1 triệu luôn nha anh em. 13.800.000 cho con Samsung Galaxy Z Fold 4 nha. Tiếp theo thì hôm nay em sẽ giảm giá một con máy new duy nhất của bên Hồng Phúc Mobile. Samsung S24 Ultra màu Titanium Gray nha. Con hình con này thì RAM 12 và bộ nhớ trong là 256. Đây là một con máy new 100%, chưa khui, chưa sử dụng luôn em. Chỉ kích online mới có mấy ngày thôi. Thì con này được Samsung bảo hành cho anh em 1 năm. Kèm thêm gói ke cộng 1 năm luôn nha. Anh em thoải mái yên tâm. Ke cộng là bảo hành rơi vỡ nha. Anh em lỡ như xài mà có rơi vỡ thì được bảo hành miễn phí luôn em. Sử dụng gói ke cộng rất là nhanh chóng. Và giá hôm nay em sẽ bán chẳng cho anh em là 26 triệu đồng nha nè. 26 triệu, cấu hình thì cực kỳ mạnh luôn. Samsung S24 Ultra nha. Tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em full dòng iPhone. Hôm nay em về được thêm một lô 12 Pro và 12 Pro Max. Giá thành thì khá là tốt luôn anh em ơi. Còn cây đầu tiên trong cái list iPhone thì đây là một con siêu phẩm cực kỳ mạnh của Apple.
iPhone 15 Pro Max nha. Con này thì màu Titanium Blue là màu xanh anh em. Ngoại hình con này thì đẹp play new như là một cái máy mới vì mới sạc có 32 lần thôi. Còn bảo hành Apple cho tới cuối năm tháng 12 năm 2024 nha. Ngoại hình thì quá đẹp, không có gì để quay luôn em. Đây là phiên bản quốc tế Mỹ, anh em dùng được eSIM nha, không có xài SIM vật lý. Đó, anh em add 2 eSIM vào sử dụng. Bộ nhớ trong là 256GB. Không giới hạn SIM là phiên bản quốc tế nha anh em. Đó, hiện tại thì iOS 17.4 nó hiển thị đầy đủ cái số lần sạc và thời gian bảo hành luôn cho anh em, không cần phải check đâu xa nha. Đây, số lượng chu kỳ là 33 lần sạc. Hôm qua thì em cắm sạc một lần, nó hiện lên 33 rồi. Đó, hôm qua em về là 32 lần nha. Pin đủ 100%. Còn bảo hành cho tới tháng 12 năm 2024 nha anh em. iPhone 15 Pro Max phiên bản quốc tế Mỹ màu xanh blue. 27.300.000 cho em bán cho con này nha. Đẹp như là một cái máy mới luôn em. Tiếp theo là em lên một siêu phẩm của năm rồi. iPhone 14 Pro Max màu tím. Đó, màu này là màu đặc trưng của năm vừa rồi nha. Ngoại hình con này thì rất đẹp luôn em. 98-99% nha. Đó, đây em lau sạch cho anh em xem. Ngoại hình thì còn quá đẹp luôn nha. 98-99%. Nó nhâm rất là nhẹ sườn theo thời gian. Cái màu này thì nó hay bị nhâm như thế này anh em. Cho dù anh em xài kỹ cỡ nào nó cũng sẽ bị nhâm nha. Nói chung còn rất đẹp luôn. Cần 99%. Đây là phiên bản ZB, là bản Singapore. Bộ nhớ trong là 256GB. Pin con này còn được 87%. Và mức giá em bán là 22.400.000 cho con iPhone 14 Pro Max 256GB nha. 21.4. Tiếp theo thì em giới thiệu anh em dòng iPhone 12 Pro 128GB phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Đó, em về được một lô mới này cực kỳ đẹp luôn. Em có được 3 màu, màu xanh, màu trắng và màu xám nha. Cả 3 màu này em sẽ bán cho anh em đồng giá là 9.650.000. iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Ngoại hình thì tầm khoảng 98-99% luôn. Đó, nguyên zin 100% nha. Những con máy nào pin 100% là pin đã thay rồi nha anh em. Đây em quay cho anh em xem cận cảnh cái nước này em lựa nè. Cực kỳ đẹp luôn, hầu như là không có bị cấn mớp gì hết anh em. Đó, rất đẹp nha, nguyên zin 100%. Màn thì đương nhiên là màn đẹp, không có bị trầy nha. Đây em quay từng cây cho anh em xem. Đó, cây màu trắng thì khỏi phải bàn rồi, quá đẹp. Sau này anh em về xài lỡ bị trầy thì đánh đóng bóng nhẹ một cái là đẹp lên luôn nha. Thì pin nó sẽ dao động, em toàn lựa là pin cao thôi anh em. Những pin thấp thì em đã chủ động thay pin new cho anh em rồi. Pin 88 nè, 80, 90, 100 và có cây pin 85 nha. Cả những loại pin này thì em bán đồng giá cho anh em là 9.650.000 iPhone 12 Pro nha. 3 màu luôn, anh em nào chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Đây, iPhone 12 Pro phiên bản LA quốc tế Mỹ. Con màu trắng này thì được Apple thay màn chính hãng rồi nha. Màn chính hãng đương nhiên thì nó sẽ có phần chu tông. Vẫn đảm bảo cho anh em là nguyên zin nha. Màn zin, men zin và vỏ zin. Đó, con này thì pin đã thay new 128GB. Đây, pin có sàn cổ cáp cho nên nó có phần trăm pin bình thường luôn nha anh em. Đó, bên em bán hàng thì tuyệt đối anh em yên tâm về cái em báo cho anh em cái linh kiện nha. Bên em bán hàng thì có sao em sẽ báo về cho anh em. Những con máy nào có sửa chữa hay có thay thế gì đó em sẽ báo chính xác cho anh em luôn. Rồi, 9.650.000 cho iPhone 12 Pro. Còn anh em muốn xài iPhone 12 Pro Max bộ nhớ cao hơn, có màn hình to hơn thì đây. Ba cây này em bán cho anh em đồng giá là 11.800.000. Đó, pin thì 85 và 87%. Ngoại hình cũng rất đẹp luôn nha anh em, 98%. Đó, không cấn không móp, sườn chỉ chấm một hai chấm nhẹ như thế này. Chạy nhẹ thôi anh em, không cấn không móp gì nặng hết nha. Đó, những con máy này thì em lựa chọn từng cây một và nguyên zin 100% nha. Đó, cả ba cây này thì đều là pin zin hết, 85 và 87%. Đó, thậm chí là chưa từng bung luôn nha anh em. Đó, zin chuẩn theo tiêu chuẩn của Apple luôn. Chạy rất nhẹ theo thời gian, không cấn không móp. Và mức giá em bán lô này thì chỉ có 11.800.000 thôi nha. Giá tốt hơn cái lô vừa rồi em nhập nha anh em. Trong đó có một cây của lô đợt trước thì con này nó sườn nó bị cấn ngay chỗ cái chui sạc như thế này. Sạc vẫn bình thường và không ảnh hưởng gì tới cái kính nha. Đó, mà còn lại mọi chỗ khác thì đẹp hết. Thì con này em sẽ thanh lý cho anh em với giá là 11.300.000 nha.
Đó, con này nó phải đúng một cái chỗ chui sạc thôi, em thanh lý cho anh em luôn, 11,3 triệu. Còn máy đẹp hoàn hảo 99% màu đen này thì em sẽ bán cho anh em với giá là 12,6 triệu. Con này thì đã thay pin new 100% nha. Ngoại hình đẹp 99 luôn em. Con này là phiên bản chính hãng Việt Nam VNA nha. Đây em quay cho anh em xem cái phần cài đặt chung và phần giới thiệu. Đây 12 Pro Max. Mã VNA là chính hãng Việt Nam, 128GB. Pin pin con này đã thay new 100%. Còn lại là bao zin hết cho anh em nha. Đây trung tâm này đầy đủ. Đây anh em xem cái biểu đồ pin nè. Đó, biểu đồ pin này có nghĩa là con này cái nguồn chờ của nó cực kỳ tốt luôn em, hầu như là không có bị hao nguồn chờ nha. Nói chung là pin thay loại tốt cho anh em luôn. Rồi con này thì đẹp 99 hoàn hảo, 12,6 triệu nha. Tiếp theo em lên cho anh em một sản phẩm màn hình to. Đó, màu sắc cực kỳ đẹp luôn. iPhone 11 64GB và 128GB với mức giá em bán lần lượt là 6,5 triệu và 7 triệu đồng. Và những con máy này em đều đã thay pin new 100% rồi, anh em về chỉ gắn sim là xài thôi. Đó, ngoại hình đẹp ken sà beng luôn nha anh em. Đó, hai cây này thì vỏ đã thay rồi nha, vỏ thay zin luôn anh em, nhưng mà em bán thì vẫn báo cho anh em là vỏ thay nha, bao cho anh em là màn hình zin và men zin, đương nhiên là phải zin cho anh em rồi. Bộ vỏ thì vỏ và pin thì nó sẽ hao mòn theo thời gian sử dụng, tại vì dòng này nó ra cũng khá là lâu rồi anh em. Đó, màn hình thì đẹp ken sà beng luôn nha. Đây, và mức giá em bán cặp này thì đồng giá là 6,5 triệu. Còn hai cây màu xanh này thì bộ nhớ là 128. Ở hai cây này thì nguyên zin luôn anh em, chỉ có thay mỗi cục pin thôi. Sườn này kia nọ thì nó hơi bị phai màu nhẹ nha. Đây, hơi phai màu nhẹ thôi. Vỏ của hai cây này là vỏ zin chuẩn luôn nha anh em, không phải là vỏ thay nha. Chỉ có thay mỗi cục pin thôi. Pin có sàn cổ cáp cho nên nó vẫn có dung lượng pin trong phần cài đặt bình thường nha. Đây, tay pin new 100%. Và hai con máy zin vỏ zin này thì em bán là 7 triệu đồng, bộ nhớ 128GB nha. Rồi, cây cuối cùng trong clip hôm nay thì em lên một cây iPhone 11 Pro, bộ nhớ 64GB, màu đen. Ngoại hình con này đẹp 98%. Sườn hình như là nó có phẩy nhẹ một, đây nó phẩy nhẹ ở cái góc như thế này, phẩy nhẹ thôi anh em. Còn lại là đẹp hết, màn đẹp và lưng đẹp. Con này được thay pin new 100% rồi, với mức giá em bán là 7 triệu đồng nha. 11 Pro phiên bản quốc tế nha anh em, dùng được một sim vật lý và một eSIM, giá 7 triệu. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em nào có xem được clip này và yêu thích những con máy nào thì anh em chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em, số này nha, 0902 060 151. Thì hôm qua có một bác comment nó sao cái danh thiếp của em nó không có cái địa chỉ. Thì do là danh thiếp này em trước đó em in thì em không có địa chỉ vào. Thì cái địa chỉ em có chạy trực tiếp trên màn hình đây anh em. Đây, 80-97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và hai điện số điện thoại thì em có chạy lên trên đây. Và trên phần miêu tả của kênh thì em vẫn để địa chỉ cho anh em đầy đủ. Thậm chí là có website, nói chung là mọi thứ đều rất hiển thị rõ ràng. Đó, anh em nào yêu thích Hồng Phúc Mobile thì chốt con nào chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em nha. Em sẽ có một clip riêng biệt để quay cho anh em xem, chi thật là chi tiết trước khi anh em cọc hàng để ship sale day, và bên em miễn phí ship hoàn toàn cho anh em luôn nha. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn anh em đã xem. Hẹn gặp anh em vào những clip sau nha. Bye bye.